nhân Đường Bá Hộ tới. Đường Bá Hộ, ta bắt người lập tức phải cầm bút quy hầu, vẽ một bức tranh Khổng Tước đang nhảy múa cho hoàng gia thưởng thức. Được, để ta coi người làm sao vẽ thần điểu phượng hoàng đây. Nếu như mà nhà ngươi vẽ không có được thì coi chừng bị mất mạng đó. Đường Bá Hộ, ngươi còn chưa chịu vẽ? Đã vẽ xong rồi. Nè, đây là con thần điểu phượng hoàng đó. Hả? Bữa dẫn chơi hả? Rõ ràng là con gà nó dây thun mà. À, còn sót một chút nữa. Trên đầu nó phải có thêm cái vòng tròn hào quang. Vậy là thần điểu rồi. Thật là cả gan, dám lừa vĩnh hoàng vậy hả?